Ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một mẫu xe Daewoo Lacetti Celic nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, mang biển kiểm soát Hải Dương, trang bị la răng đúc 4 bánh, trang bị túi khí cũng như ABS đầy đủ, bản phun cửa sổ trời. Một mẫu xe Daewoo Lacetti nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc bản sedan 2 đầu. Một mẫu xe gia đình sử dụng. Đấy. Một mẫu xe Daewoo nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mạnh, đúng chất cái mẫu xe Daewoo Lacetti Celic trang bị la răng đúc 4 bánh, phanh đĩa 4 bánh, túi khí ABS này, alo trực tiếp cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em các bác nhá. Đấy, bên em là đơn vị chuyên kinh doanh mua bán trao đổi, ký gửi tất cả những cái dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Vậy thì bác nào mua xe cũng như bán xe hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em các bác nhá. Đấy, xe thì rất là nhiều luôn các bác này, rất là nhiều các bác nhá. Đấy, xe về phun bãi luôn. Đấy, về phun bãi để phục vụ bà con cô dì chú bác tránh mưa tránh nắng, tập đi tập lái này. Một mẫu xe CDX nhập khẩu nguyên chiếc, la răng đúc, túi khí ABS. Đấy, sơn xi thì màu đen xịn sò, keo chỉ zin, máy số ngon, gầm bệ chắc. Vâng, nội thất đây. Đấy, nội thất thì ghế da hai màu. Vâng, ghế da hai màu xịn sò nguyên bản theo xe. Đấy, bản sedan hai đầu nhập khẩu nguyên con các bác nhá. Nhập khẩu nguyên chiếc luôn. Đấy, táp ly của xe các bác này rất là đẹp luôn. Cam kết các bác là xe đẹp, không đâm xô, không tai nạn, không cầm nước, không taxi, không dịch vụ các bác nhá. Một mẫu xe biển kiểm soát Hải Dương, keo chỉ các bác này. Đấy, keo chỉ của xe, keo chỉ zin các bác nhá. Tất cả những cái khung cánh cửa này, đấy, không hề có một chút mục mọt nào luôn. Hệ thống bệ bậc lên xuống này. Đấy, chân của nó là chân nỉ nguyên zin theo xe các bác nhá, chân nỉ nguyên bản theo xe. Đấy, hệ thống quả lốp của đằng sau bên lái các bác này. Đấy, lốp xe thì rất là dày dặn luôn. Tất cả những cái cua lốp này nó không hề có một chút mục mọt nào các bác nhá. Phanh đĩa bốn bánh này. Đấy, phanh đĩa la răng đúc rồi. Đấy, túi khí cũng ABS đầy đủ. Đấy, gương kính chỉnh điện và cụp xe. Hệ thống hàng ghế đằng trước các bác này. Đấy, hàng ghế đằng trước các bác nhá. Phần tem mác theo nói sản xuất. Ốc ác bản đề cánh cửa đây. Đó, chưa hề động đến ca lê mỏ lết các bác nhá, chưa hề động đến ca lê mỏ lết luôn. Phần táp ly cánh cửa này, táp ly cánh cửa của đằng trước bên lái các bác nhá. Đó, táp ly của nó này vẫn còn dài sần rất là đẹp luôn. Tất cả những cái khung cánh cửa này. Đấy, phần keo chỉ của xe này, đinh tán răng giật này, nguyên đai nguyên kiện đó nhá. Đấy, một mẫu xe gia đình. Đấy, xe rất là đẹp luôn. Đấy, một mẫu xe tư nhân chính chủ biển Hải Dương. Đấy, nội thất ghế da nguyên bản, bàn phím tích hợp trên vô lăng. Đấy, một mẫu xe phải nói là đẹp tuyệt vời các bác nhá. Màn hình Android cam nuôi đầy đủ luôn. Đấy, sau đây em sẽ đi sâu bên trong nội thất cho các bác xem và tham khảo các bác nhé. Hệ thống vô lăng của xe, vô lăng của nó là vô lăng 3 chấu, vô lăng kép các bác nhé. Đấy, túi khí này. Đấy, bàn phím tích hợp này. Sau đây em sẽ lổ máy lên này, để lổ start top các bác nhé. Sờ cái lổ ngay các bác này. Đấy, sờ cái lỗ ngay các bác nhá. Đấy, máy lỗ thì rất là êm luôn. Mặt đồng hồ các bác này không báo một lỗi gì luôn. Xi nhan báo rẽ. Hoạt động rất là trơn tru. Phần phun nước và gạt mưa. Đó, ok luôn các bác nhá. Hệ thống kính lên xuống. Đó. Hoạt động rất là trơn tru. Đó, rất là ok các bác nhá. Đấy, hộp đựng kính các bác này. Phần chắn nắng này, mở ra thì có cả gương trang điểm các bác nhá. Gương trang điểm này. Đấy, bản phun cửa sổ trời các bác nhá. Đấy, cửa sổ trời này. Đó, rất là ok luôn. Đấy, hoạt động rất là trơn tru các bác nhá. Đấy, các bác nào mà đúng chân cái mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng và sử dụng thôi. Đấy, hiện tại trước Daewoo Lacetti CDX nhập khẩu nguyên chiếc bên Đoàn Nghị đang chào bán với giá là 245 triệu đồng. Đấy, bao gồm phí rút hồ sơ, đấy, cũng như có cả vận chuyển cho các bác luôn. Màn hình camera lùi đầy đủ các bác nhá. Camera lùi đầy đủ rồi. Đấy, các bác mua về chỉ việc đổ xăng và sử dụng thôi. Đấy, gương kính chỉnh điện và cụt xe. Đấy, cụt xe các bác nhá. Đấy, hoạt động rất là trơn tru. Chỉnh điện các bác nhá. Đấy, rất là ok luôn. Đấy, các bác xem này. Đấy, đấy, rất là trơn tru các bác nhá. Mặt táp lô của nó này. Đấy, táp lô thì vẫn còn gai sần rất là đẹp luôn.
Đấy, túi khí cũng như ABS, gương kính chỉnh điện và cột xe, màn hình Android. Đấy, điều hòa này. Đấy, điều hòa thì rất là mát luôn. Đấy, một mẫu xe tư nhân gia đình, bàn phím tích hợp trên bô lăng, giá tiền 245 triệu đồng, bao gồm phí rút hồ sơ cũng như có quả cả hỗ trợ vận chuyển trên mọi miền tổ quốc cho các bác. Sau đây em sẽ tiến vào phần hệ thống tổng quan của động cơ khoang máy cho các bác xem và tham khảo một mẫu xe Daewoo Lazetti nhập khẩu nguyên Daewoo Lazetti CDX các bác nhé, nhập khẩu nguyên chiếc luôn. Vâng, đây là phần hệ thống tổng quan của động cơ khoang máy của chiếc Daewoo Lazetti CDX nhập khẩu nguyên chiếc này. Đấy, máy móc này, máy đổ giòn tan luôn. Máy thì các bác xem này, đấy, tô đáo sạch sẽ các nhá, không hề gì dầu luôn. Đấy, tất cả những cái định tán chăm chật phần đồ chăm sóc này, hiện đại nguyên kiện luôn. Đấy, một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng. Đấy, một mẫu xe không taxi, không dịch vụ, giá tiền 245 triệu đồng, có bao hồ sơ không được các nào mà quan tâm đến xe này. Đấy, alo luôn cho em các bác nhé. Đấy, máy đang đổ luôn này, máy đổ còn tan luôn. Đấy, tất cả máy móc này, đồ đó sạch sẽ luôn nhé, không đâm sơn, không cài lặng, không cọc nước, không taxi, không dịch vụ, một mẫu xe gia đình sử dụng. Hệ thống lắp capo các bác này, đấy, các lỗ của nó này, đấy, các lỗ của nó tròn, không hề có hiện tượng bóp méo các bác nhé, không hề bóp méo luôn. Đấy, tem mát thành loại sản xuất. Đấy, rất là đẹp các bác nhé, rất là đẹp luôn. Đấy, một mẫu xe phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Đấy, keo chỉnh zin, máy số ngon, gầm bệ chắc, số má nhảy đều, biển kiểm soát 34A 50347 các bác nhé. Đấy, một mẫu xe gia đình sử dụng, máy móc thì rất là chất luôn các bác nhé, keo chỉ zin. Một mẫu xe gia đình sử dụng, mẫu xe Daewoo Lazetti CDX nhập khẩu nguyên trước của Hàn Quốc, bản sedan hai đầu, form dáng thì không bao giờ bị lỗi thời con này. Đấy, la răng đúc này. Đấy, la răng đúc khoanh đĩa các bác nhá, túi khí cũng như ABS. Đấy, xi nhan báo rẽ bên sườn, hệ thống táp ly cánh cửa này, táp ly của cánh cửa của đằng trước bên phụ các bác nhá. Đó, táp ly của nó rất là đẹp luôn. Đấy, đeo chỉ của xe này. Đấy, tất cả keo chỉ các bác nhá, keo chỉ zin luôn. Đấy, nội thất thì ghế da nguyên bản cho xe. Đấy, ghế da xịn sò nguyên bản các bác nhá. Đấy, phải nói là đẹp tuyệt vời luôn. Bệ bậc lên xuống này. Ốc gác bản hề cánh cửa các bác nhá. Đấy, chưa hề động đến ca lê mỏ lết luôn. Nội thất của xe thì tươi rói các bác nhá. Phần táp ly cánh cửa này, táp ly của cánh cửa của đằng sau bên phụ của các bác nhé. Âm thanh các bác này. Đấy, những con ốc gác bản đề chưa hề động đến ca lê mỏ lết luôn. Nội thất thì rất là tươi. Một mẫu xe gia đình sử dụng, một mẫu xe Daewoo Lazetti bản CDX, hàng nhập khẩu có nhá, hàng nhập khẩu thì con vỏ nó rất là dày, đồ đạc của thằng Daewoo thì khá là thông dụng các bác nhá. Ốp bình xăng đã được ốp inox Macrom, tay lắm mở cửa, chân kính kẻ mưa đầy đủ luôn. Đấy, hệ thống lốp dép của xe. Đấy, tất cả lốp dép các bác này. Đó, rất là đẹp các bác nhá. Phanh đĩa 4 bánh rồi. Đấy, trang bị phanh đĩa 4 bánh. Đấy, một mẫu xe gia đình sử dụng, không một ngày taxi dịch vụ các bác nhá. Đấy, bản CDX, máy gầm đẳng chất, côn số ngọt. Hệ thống đèn phanh của xe đã được ốp inox mạ của các bác này. Sau đây em sẽ tiến vào phần gầm của xe cho các bác xem các bác nhé. Vâng, đây là phần hệ thống gầm của xe các bác này. Đó, gầm bệ này. Gầm bệ của nó thì rất là chắc chắn luôn. Đấy, không hề có một chút mục mọt nào các bác nhá, không hề mục mọt luôn. Đấy, một mẫu xe không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ. Một mẫu xe gia đình sử dụng, một mẫu xe Daewoo Lazetti CDX
giá tiền 245 triệu đồng. Bên em có bao hồ sơ cũng như có cả hỗ trợ vận chuyển cho bác nhé, vận chuyển đến tận nhà tận giường cho bác luôn. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe này, nhấc máy lên alo trực tiếp cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em có địa chỉ đặt tại thôn 1 xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay với sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Linh, hướng đi Thái Bình và Quảng Ninh. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video lần sau.